Chào các bạn, trên tay mình đây là chiếc Lumia 430, sản phẩm giá rẻ mới của Microsoft vừa được ra mắt trên thế giới và rất nhanh. Giờ đây trên tay mình đã có chiếc Lumia 430 và sản phẩm này sẽ được liên kệ trong thời gian tới. Và mình đã sử dụng qua nó được khoảng 1 tuần rồi và giờ đây mình muốn chia sẻ đến các bạn nhiều hơn. Đầu tiên là chúng ta có một cách đóng gói rất là nhỏ gọn giống như chiếc Lumia 435 trước đây. Nhìn cái hộp rất là nhỏ và xinh. Mình rất thích cái kiểu đóng gói như thế này. Và phía trước vẫn là có thông tin, đó là chiếc Lumia 430. Cạnh bên đây thì có cái thông tin về chiếc Lumia 430 hay SIM. Mặt sau này chúng ta sẽ có thông tin về nhà phân phối. Bên góc này thì sẽ có về cái số email của máy. Số email của máy cũng như là chiếc máy này đó là màu cam. Cái phía có một số thông tin về chiếc Lumia 430. Và đặc biệt các bạn thấy kỹ đây, chúng ta sẽ có một cái phần keo có in cái chữ Microsoft ở đây. Chúng ta sẽ bóc cái lớp keo này ra. Đó. Rồi, bên trong chúng ta sẽ có một chiếc Lumia 430 màu cam. Và phía bên trong này các bạn để ý là chúng ta sẽ có cách hướng dẫn để việc tháo lắp nắp pin nó được dễ dàng hơn. Và bên trong cái bộ phụ kiện chúng ta có một cái cục sạc. Đây là một cái sạc, dây sạc liền. Và một cái viên pin. Sau cùng đó là một quyển sách hướng dẫn sử dụng nhanh Lumia 430. Thì nếu lần đầu tiên các bạn tìm hiểu thì các bạn có thể đọc sơ qua. Thì chúng ta có cách sử dụng nó dễ hơn. Rồi, đây là cái viên pin. Lần đầu tiên khi mình nhìn thấy viên pin trên Lumia 430 mình cũng thấy nó là khá là to. Tuy có cái dung lượng chỉ là 1500mAh. Và đây là cái viên pin trên chiếc Lumia 435. Có dung lượng cao hơn đến 1560. Nó cao hơn 60mAh. Nhưng mà nó có kích thước rất là nhỏ gọn. Lumia 430 màu cam. Thì khi sử dụng Lumia thì mình rất thích. Đó là màu xanh chuối, vàng cũng như đó là màu cam. Mình chia sẻ thêm với các bạn, đó là Lumia 430, máy giá rẻ nhất trong dòng Lumia với mức giá là khoảng 1.590.000 đồng. Nó rẻ hơn 200.000 đồng so với chiếc 435, đó là 1.790.000 đồng. Lumia 430 chỉ có hai màu sắc duy nhất, đó là đen và cam. Chúng ta sẽ không có nhiều cái chọn lựa. Các bạn thích màu đen hoặc cam thì chúng ta có thể chọn chiếc Lumia 430. Còn nếu thích màu khác thì có thể là chọn chiếc 435. Sự tỉ mỉ của Microsoft, những cái phím bấm này họ có dán thêm một cái lớp nhựa để bảo vệ. Theo các bạn thì chiếc Lumia 430 và Lumia 435 có điểm gì khác biệt? Thì đầu tiên chúng ta dễ nhận thấy nhất, đó là thiết kế trên chiếc Lumia 435 và Lumia 430 màu cam mình đang cầm trên tay thì nó khá là tương đồng. Cái điểm khác biệt chủ yếu nhất đó là các góc cạnh trên chiếc Lumia 430 nó được bo tròn hơn, nó phát tròn hơn. Cảm giác thì khi chúng ta cầm trên tay, nó êm tay hơn, nó không có hiện tượng cứng. Và đặc biệt là khi cầm trên tay thì chiếc Lumia 430 nó rất là nhỏ gọn và nó rất là nhẹ. Lắp nắp pin nó rất là dễ dàng thôi. Các bạn chỉ cần tay chúng ta sẽ giữ ở góc này và chúng ta chỉ cần tháo nhẹ lên. Cái thay đổi đầu tiên bên trong của chiếc Lumia 430 đó là khe cắm thẻ nhớ cũng như là SIM 1 và SIM 2 đã được di chuyển qua bên phía bên trái của máy. Điều này có một cái tiện ích, đó là khi chúng ta cần thay nhanh cái thẻ nhớ hay là SIM thì không cần phải tháo cái viên pin ra. Mười vẫn thừa hưởng cái kiểu thiết kế như dòng Lumia trước, đó là cái nắp pin chúng ta có thể là tháo rời thay đổi được và nó ôm sát phần phía trước. Chúng ta muốn thay đổi màu sắc một chiếc máy như thế này thì chỉ cần thay đổi cái nắp pin này thôi. Giá thành sản phẩm cái nắp pin nó cũng khá là rẻ. Mười sở hữu cái màn hình LCD 4 inch trên Lumia 430 cũng như là các dòng giá rẻ gần đây của Microsoft thì họ không đưa cái ba cái phím này lên trên màn hình. Nó giúp cái không gian của màn hình nó được thoải mái hơn. Phía trên đây ta có logo Microsoft và lo thoại. Và bên cạnh phải đây là cái camera trước Vega. Thì các dòng giá rẻ gần đây của Microsoft đều được trang bị cái camera trước. Nó giúp một cái tiện ích, đó là chúng ta có thể thực hiện những cái cuộc gọi hình ảnh. Nó rất là hữu hiệu và rất là tiện ích. Máy của chiếc 430. Phía dưới thì ta có cổng sạc. Trên đỉnh thì có giắc cắm tai nghe 3.5. Cạnh phải vẫn là hai cái phím quen thuộc, đó là phím nguồn và tăng giảm âm lượng. Dưới ta có một cái chiếc loa ngoài rất là nhỏ, nhìn nó rất là xinh. Và phía giữa là logo Microsoft, phía trên là cái camera.
2 megapixel. 430 đang chạy trên cái hệ điều hành Windows Phone 8.1 với cái bản cập nhật đó là Lumia Denim. Lumia 430 nó trang bị cái 2 SIM. Đây cũng là một cái điều mình đánh giá cao. Và tận dụng những cái chương trình khuyến mãi từ nhà mạng thì mình sử dụng 2 SIM, một SIM chính dùng cho công việc và một cái SIM phụ để liên lạc với bạn bè. Nó được thuận tiện. Lumia 430 nó chạy trên chip xử lý Snapdragon 200. CPU là lõi kép, bộ nhớ trong của máy là 8GB. Và chúng ta có thể mở rộng cái không gian lưu trữ qua cái khe cắm thẻ nhớ ngoài. Và máy có dung lượng pin là 1500mAh. Thì với cái cấu hình như thế này và cộng với cái hệ điều hành Windows Phone thì máy chạy khá là mượt mà. Trong tương lai thì Lumia 430 vẫn được hỗ trợ cập nhật lên cái bản Windows 10. Mọi thao tác trên màn hình Lumia 430 thì nó rất là mượt và nhanh. Và giờ đây mình sẽ điểm sơ qua về cái thiết kế trên Lumia 430 và 435. Nó phù hợp với ai? Thì đầu tiên, chiếc Lumia 435 nó có thiết kế góc cạnh hơn. Nó phù hợp với những bạn yêu thích cái sự mạnh mẽ góc cạnh và cá tính. Còn Lumia 430 thiết kế với 4 góc nó bo tròn hơn. Nó phù hợp với những bạn thích cái mềm mại tinh tế. Và đặc biệt thì chiếc 430 nó giá rẻ hơn, nó phù hợp hơn, nó tiết kiệm hơn. Bài đánh giá chi tiết hơn Lumia 430 về cái hiệu năng mình sẽ gửi đến các bạn sau. Nếu các bạn thấy clip hữu ích đừng quên like và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.